Chiều ngày 19 tháng 2, trường Trung học cơ sở Nam Hà thực hiện chuyên đề cấp thành phố môn tiếng Anh 8 tới sự có đồng chí Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, lãnh đạo chuyên viên phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đại biểu quận có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cùng sự có lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo, giáo viên dạy tiếng Anh khối 8 các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, giáo viên cốt cán môn tiếng Anh trong hội đồng bộ môn thành phố theo quyết định 2149 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Năm học 2023-2024 là năm thứ ba cấp trung học cơ sở thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu tích cực đổi mới tiên phong ứng dụng phương pháp giáo dục hiện đại phù hợp vào dạy học môn tiếng Anh lớp 8. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Kiến An lựa chọn trường trung học cơ sở Nam Hà là đơn vị thực hiện chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh qua tiết dạy kỹ năng đọc và nói Unit 8, Shopping Lesson Nam Skin 1. Cô giáo Nguyễn Hồng Ngân và các em học sinh lớp 8A4 thực hiện chuyên đề với các hoạt động khởi động hình thành kiến thức, thực hành, vận dụng qua đó giúp học sinh được hình thành và phát triển các năng lực làm việc nhóm kỹ năng giao tiếp cá nhân kỹ năng tự học tính sáng tạo năng lực ngôn ngữ đồng thời nâng cao các năng lực liên quan đến việc học ngôn ngữ như kỹ năng nghe nói đọc và sử dụng ngôn ngữ phát âm ghi nhớ nghĩa các từ mới để làm bài tập phát triển kỹ năng thuyết trình và tích cực tham gia các hoạt động của lớp cũng trong chuyên đề cô giáo nguyễn hồng ngân giúp học sinh hình thành những đức tính và phẩm chất tốt đẹp khi các em cùng tìm hiểu thể hiện sự quan tâm tới các địa điểm mua sắm khác nhau tôn trọng phong tục tập quán trong mua sắm có tinh thần trách nhiệm đối với những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc qua chuyên đề thầy cô và các em học sinh cùng trải nghiệm phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại hình thức hoạt động mới mẻ tinh thần tự học thái độ làm việc độc lập và trách nhiệm hợp tác tập thể của mỗi học sinh đây là dịp để các thầy cô giáo đúc kết bài học kinh nghiệm điều chỉnh phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tích cực kỹ năng dạy học môn ngoại ngữ ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giáo dục chuyên đề đón nhận nhiều ý kiến đóng góp chân thành tích cực cởi mở và thiết thực từ lãnh đạo ngành giáo dục và các thầy cô tham dự